đã quay trở lại với kênh tin giải trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày. Em gái và con trai nghệ sĩ Hoài Linh thay mặt đến viếng mộ cố nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ. Nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ Chí Tài là đôi bạn thân từ sân khấu đến đời thực. Sự ra đi của cố danh hài tài hoa đã khiến người ở lại vô cùng đau xót. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Hoài Linh vẫn chưa thể đến viếng nghệ sĩ Chí Tài ở Mỹ. Vào sáng ngày 14 tháng 1 tại Việt Nam, con trai nghệ sĩ Hoài Linh đã chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt liên quan đến cố nghệ sĩ Chí Tài lên trang cá nhân. Anh đã thay mặt bố đến viếng và dâng hoa cho cố nghệ sĩ Chí Tài. Thành Vinh, con trai nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ: "Cháu tới thăm chú nhà chú Chí Tài ơi." Anh đã đặt vòng hoa trang trọng nơi an vị của cố danh hài. Thành Vinh đi viếng mộ nghệ sĩ Chí Tài cùng với cô ruột, cũng là em gái của nghệ sĩ Hoài Linh. Trước đó Thành Vinh cũng có mặt trong tang lễ tại Mỹ của nghệ sĩ Chí Tài. Anh chia sẻ: "Hôm nay con thay mặt bố để tiễn chú một đoạn. Chú không chỉ là người con quý trọng, yêu mến, mà còn là người thấy con từ bé đến khi trưởng thành. Con còn nhớ lúc trước khi con có việc làm, chú hay nói: Vinh, khi nào con có chức cao, con chở chú với ba đi làm nha con." Chú Chí Tài ra đi, để lại trong lòng khán giả một niềm thương tiếc. Chú mãi là ký ức tuổi thơ của con, không chỉ của con mà là tất cả mọi người. Những người yêu mến chú Chí Tài, những người được chú mang đến tiếng cười sẽ luôn nhớ đến chú. Con trai ruột của nghệ sĩ Hoài Linh hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, anh làm kỹ sư trong một hãng hàng không. Hai bố con luôn tranh thủ thời gian lưu diễn để được gặp nhau. Thỉnh thoảng Thành Vinh cũng về Việt Nam để thăm bố. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh hơn một năm qua, anh vẫn chưa thể về. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.